Ngay lúc này trên khờ đưa ra một số điều kiện, nếu mà chồng đẹp trai sửa hàng tiền đạo. Và trên khờ có chia sẻ thêm vì sao lại không sử dụng son phấn giống như bao người phụ nữ khác. À, hai đứa con rồi sao mình lại sợ chuyện đó? Không biết nữa, cả con thấy người ta lành lặn mà còn bị chồng người ta bỏ theo người khác, nói chi là con đặt nguyện chồng con lành lặn với đẹp trai nữa, giờ chồng găng nữa. Ừ. Con sợ. Ừ. Nghe chú Kiên nói là mạnh hùng con, mấy cô ở bên người ẩn danh, người ẩn danh. Dạ, mấy cô ẩn danh nó hỗ trợ cho chồng con, chồng găng, con mừng lắm, con vui lắm. Ừ. Mà con sợ. Sợ điều gì? Sợ nhiều người á. Thấy anh có găng cửa đầy đủ á. Ừ. Cười đẹp hơn. Ừ. Ờ, cả chọc kẹo ổng rồi, ca theo ổng, ổng bỏ con. Ừ, với lại nói cho Trinh nghe như thế này, tại vì á, con người ta là cái gì tóc tóc với răng nè. Răng... Tự nhiên quên nè. À, tại cái... người ta... Cái bản mình, cái răng đó nó cũng quan trọng đó, thôi cho anh lại làm đi. Nhưng mà trước khi làm anh hãy hứa với con. Dạ. Là một điều gì con mới cho anh làm. Hứa điều gì nè, nói coi. Hứa là nếu chồng găng lợ, găng trắng rồi đầy đủ rồi tóc tai xuân mượt gì đó, hết cao bên gì đó. Ừ. Anh đẹp hơn lúc trước. Ừ. Anh hứa anh đừng có bỏ con. Ừ. Là mình phải nhờ anh Lợi là phải đưa ra cái lời hứa là mấy triệu là cho anh Lợi chồng găng ha. Dạ. Yeah. Mà tại sao đặc điểm là có bộ găng mà sao mà xin để ý tới cái bộ găng của ảnh luôn? Lúc trước là hai chồng làm có tiền, ảnh cũng rồi đi chồng hoài con không có cho. Ừ. Là không, ông mà chồng của khóc trong coi. Ừ. Này chơi hù quá, chơi kèo và gài kèo ha. Tôi chơi, tôi chơi gì trốn chồng kiếm một người giận ông luôn. Ừ. Ông không nghĩ chồng nha. Ừ. Dạ. Dạ, nếu mà ông hứa với con á, à, ông chồng căng. Ừ. Ngay đời người ta bị chọc ông hay giỡn với ông cũng đừng có giỡn với người ta, nói chuyện đâu đó đàng hoàng. Ừ. Có con ổng mới nói chuyện với người ta, còn không có thì hơi ổng nói với mấy cô gái đó ổng kẹt với công chuyện, ổng đi chứ đừng có nói chuyện. Ừ. À, thường thường là ổng gặp mấy cô gái đẹp là ổng có lại gần không? Dạ không. Rồi không sao không, mình không sợ gì trời. Không à, có nghe. Con không dám sợ. Không có con ai biết, con đâu có thấy đâu. Thì chừng nào mình thấy thì mới tính, chứ mình chưa thấy thì tính làm gì đúng không? Không, con vừa... Ông vừa thấy bóng con là ông lạn đi chỗ khác rồi. Cái gì lạn luôn hả? Sao kỳ vậy? Ý là ông bước Facebook, ông còn than trời ơi. Da trắng nõn trời ơi. Bử bệnh cà kim hậu ơi. Chảy nước miếng đó. Trời ơi, chảy nước miếng luôn hả? Mới sao má phấn gì mặt mặt lông mi dài, trời ơi dạnh lên đẹp thấy ghê dễ thương đó. Hấp dẫn hen, hấp dẫn hen. Dạnh lên mà đẹp thấy ghê luôn rồi. Dạ. Sao rồi Trinh biết? Không biết, nhận cái con ông khen dễ thiếu. Bữa đó con quay qua con nói gì, khen ai? Ông nói bữa đó, trời ơi dễ đẹp cái ôm hôn con. Nói, cái ông con kêu đi điện thoại coi coi ông biết thì chỗ khác mất tiêu luôn. Quá vậy ông Lợi này là không được rồi nghe. Bắt không được nên im luôn. Mỗi lần là Trinh thấy là ông lướt Facebook là Trinh Lợi gần hay sao? Dạ Lợi coi chung. Ông lướt Facebook là ông coi cái gì? Thì ông coi phim. Ừ. Phim
gì nè, Winner. Winner cô gái đẹp hay gì? Không phải Win. Hay là cô gái chân dài? Win xuyên không hả? Win gì tim tử long gì? À. Với Win nhà cha gì tại khi gì à, biết ở cùng trời ăn cướp luôn Win gì à, biết không? Phim đánh võ. À đánh võ hả? Chứ ổng không có coi phim gái đẹp hả? Dạ. Rồi sao mà Trinh có thấy ổng điện cho gái không mà ghen? Không, con với ổng thầy chung. Ừ. Rồi lên Facebook rồi có thấy ổng kết bạn với cô gái đẹp nhiều không nè? Con là có biết chữ đâu biết. Mà con như nick singer thì không có. À, cũng biết ra điều tra tới cái đó luôn rồi. Mà con có kết bạn với ổng ngủ không gì ổng nhớ. Vậy đó hả? Có không nghe? Có mà. Chính nói là Trinh phải xác nhận cho kỹ nghe. Mình nói gì là nói cho chính xác nghe, chắc ăn nghe. Ai biết đâu ổng nhớ có người ngủ anh đi uống nước nè. Rồi cuối cùng có đi không nè? Không. Ổng dạ, đi đâu con, ổng đi đâu con đi rót để cả cấu con ngủ con còn phá cửa con ngủ con mộng cứng ngắc. Trời ơi. Có khi con giật mình thức dậy cái ổng đi tiểu với con kia anh đâu rồi cái đi tiểu rồi hút thuốc xong vô la hoài nửa tiên nửa hôm kia sớm ghiền con ngủ anh biết tưởng ông đi hú hí với bà nè. Nó còn ngại đen luôn hoài trời mệt thấy ghê trời. Má ai biết cô gái hai con cô ở với ông giờ cô già khẳng biết đâu được. Trên ra là Trinh này cũng giữ kỹ quá ha. Không rồi bây giờ nhà mới nè, rồi cửa kính đáo rồi nè. Rồi chắc ngủ nữa là phá cửa khi gặp rồi phải không? Dạ. Tối là khỏi cần ôm. Chỉ đóng cửa là xong nên là nó... Không, cũng đóng chứ không mở cũng được chị. Ờ, đóng cho ôm ha. Dạ. Mà con ghen có khi ông cấp ông nói gì nè. Dạ, anh bỏ em đi theo người khác khùng với vợ chồng mình ở 5 năm cực khổ. Hướng vui có nhà bây giờ đành lòng bỏ dễ gì. Không biết mà. Trời ơi. Nó biết bao nhiêu cái sự cố gắng đã bên nhau rồi mà không lẽ mà vì những cái chuyện đó mà đi bỏ đúng không? Thì con cũng hồng thủ chứ. Lúc lâu sau này hai chồng bán số thì với ông đi làm hồ kiếm thêm đó. Rồi mốt thì dư giả ra cái ông khá giả ra đi. Cái lỡ ông thay đổi xong. Ai biết lòng dạ đàn ông không? Nói tiếng trùng thủy chi nói trùng thủy bữa nay ngày mai ai biết phải phòng người chứ làm như là sợ ổng là nói bữa nay trùng thủy ngày mai trùng thủy với người khác đúng không? Dạ bởi vì con phải phòng người với lại con thủ cho mẹ con sau này là nếu mà có tiền con cũng gửi xuống cho mẹ con giữ giùm cho con. Chứ con không có kinh ai đâu ngoài tin ba mẹ con. Rồi tiền không phải khán giả cho là còn không hay là hết rồi. Giờ nói dạ, thì khán giả nghe coi. Dạ còn. Còn bao nhiêu? Dạ còn 3 triệu mấy. Ừ. Còn 3 triệu mấy sao không mua chiếc xe mà để cho mạnh của người ta hỏi. Dạ mấy bữa con quên rồi. Bữa nay chú Hiện nhắc đó, con mới đi mua đó. Đi mua đẩy về qua cầu Hồng Ngự con thấy giờ muốn thiểu. Hồi nãy có kêu giặt cái xe cho con có giặt chưa? Dạ. Giặt còn... để con nó nằm nó ngứa đó. Dạ lấy xà bông giặt đồ với bằng chải xuống xong giặt về đỡ con nước. Dạ nó cũng sạch hơn. Để nó lâu ngày á bụi bặm rồi nó bám. Dạ nó ngứa rồi nó bị bệnh nó con sợ. Con nhỏ là mình phải kỹ nghe. Dạ. Còn chiếc xe đi thì con cũng cắt để đó. Con được 1 tuổi con để vô cho nó tập đi. Dạ. Rồi bây giờ là quay lại chuyện cũ đi. Là bây giờ có đưa ra quyết định là cho lại chồng găng không?
cho, nhưng mà ngày mai ổng phải hứa với con trên mạng cộng đồng là ổng trồng găng, ổng đẹp, ổng dung hỉ con. Chứ đừng có ý, có nhan sắc rồi là quên, có chân quên đèn. Dạ, nói chung là vợ chồng con đâu có tin tưởng đâu. Chồng mình đâu phải gục, bốn mình đâu mình tin. Tin 50-50, còn ba mẹ con, ba mẹ gục con, với em con, với gia đình bên ba mẹ con tin. Dạ. Không tin tưởng chăm chăm ha. Dạ. Trời ơi. Tại vì ba mẹ gục con lúc nào cũng suy nghĩ chứ con. Còn mẹ chồng, với em chồng, gia đình bên chồng, người ta chỉ coi con là người ngoài thôi. Bảy. Cái đó là coi mình là con dâu. Dạ, con dâu. Coi mình là con dâu ha, chứ không được nói chữ người ngoài ha, tào lao. Dạ, con xin lỗi. Coi mình là con dâu. Xin lỗi mẹ. Rồi, chồng. Từ lúc cắt nhà, từ lúc sửa nhà đến giờ nè, có chuyện gì lưu trong gia đình không? Dạ, không, chỉ hai đứa. Có hiểu lầm thôi. Chỉ có hai đứa là ổng chọn lên đẹp trai, ổng tự tin, ổng đẹp trai con ơi. Ổng nghĩ ghen rồi. Ổng nghĩ thì ổng đẹp trai rồi. Ổng tự tin với bản thân là ổng thấy ổng đẹp trai hơn là Trinh là thương ổng nhiều hơn là ổng không có ghen nữa ha. Dạ. Hay quá ta. Ổng đi vô con tàu tàu có đó. Chắc là ổng chồng găng nữa đi bán thớ gì chung quá. Chứ dễ gì đi ghen. Vậy là có chiếc xe đó rồi là nữa là để cho con nằm trên xe. Rồi kéo cái rèm nó xuống để cho đừng có nắng. Dạ. Rồi để nữa Trinh, để nè muốn có gọi là cái an toàn luôn mà chất lượng luôn á. Dạ. Là để nữa ta lấy sợi dây á. Buộc. Tao buộc hai đứa lại. Rồi tao đi chung với nó. Thôi. Vậy đi là ngon lành đúng không? Có nước cũng gì bán mình à. Mình đi theo xe con ngỗng mình nhìn. Gình hả? Ừ. Ta đi làm sao luôn đi, là đâu ai dạ đến bộ, vô. Dạ bộ là em đi bán đường này, anh đi bán đường kia đi. Cuối cùng là chút xíu là em bán sau lưng đúng không? Dạ, đừng nhìn ngỗng. Bữa nay ông đi đâu, ông có nói cho hay không? Dạ có, đi với ông anh. Rồi đi là với đàn ông hay đi với đàn bà? Đàn ông với đàn bà con cho đi quá. Tức là hai ông bên này là đi văn lứ, rồi hai cái bà đàn bà bên kia là bên xuồng kia là người ta thu lứ. Có đâu, con thuồng một à. Ủa dạ, ai biết? Con đã trước khi ông xuống thuồng là con đã đứng trên bờ con coi rồi. Dạ, có hai ông mà giật máy chạy đi qua bên thuồng rút rút. Trên kia ổng dân công và con biết đi hai người nên con đi vô. Dạ con vô con rửa chén với giặt đồ. Chiều ổng về ổng có cá thì nướng hai chồng ăn cơm chiều. Đó vậy là im rồi đó. Con có nói là mấy giờ ổng về không? Chiều con không biết nữa. Ông chỉ nói ông đi văn lứ. Ông nói rõ ràng là ông đi văn lứ ha. Dạ, nói xin theo mà ông không. Dạ, con mới có chứ gì. Đàn ông người ta đi làm ăn mà đi theo làm gì? Con mới gì nè, ơi, làm bộ đi hẹn ai bệnh gì. Nó có rồi đi văn lứ kiếm cá ăn, sẵn kiếm sẵn ông anh ổng có cá không bán không cho 20-30 cũng kiếm thêm thu nhập trong gia đình. Cái ở nhà làm gì, nhà thì để cho thằng Út nó coi họ làm đi. Anh thì đi kiếm cá với kiếm thêm thu nhập. Cũng nó đỡ ra một chút. Dạ. Bữa nay là giỏi ha. Đó giờ anh đã có từng đi văn lưới có. Đi theo ông ta bơi xuồng tiếp cho cá ăn nghe. Như là ổng chạy xuồng qua đó cái ông tắt máy giảm máy lên xuồng. Thì đi cái ông vừa tàn cho người ta thả lưới cái phận. Thả lưới phận tiếng mấy hai tiếng cái đi thăm lưới. Thì đó đi theo tập người ta đi cho nó quen rồi tới nữa mình tự mình mua xuồng riêng nè, mua lưới riêng á mình đi văn. Thấy không? Bây giờ như là mình đang trong giai đoạn mình học hỏi gì đi. Ông ơi,
ông nói xong đó không sợ. Vậy hả? Vì có mà... À, có người đi theo mới được đúng không? Dạ, có người biết bên giỏi tại nước ông chạy xí. Ông sợ chứ chạy. Ông bơi ước thiệt. Rồi, ông lại có xài chinh không? Dạ. Chinh đó giờ có biết lỗi không? Dạ, không. Rồi chồng có biết không? Rồi. Biết chút. Hay gì? Hai người không biết, người biết chút, người không biết mà đi xuống dưới đập dịch. Mấy mốt quen. Đập dịch nước có em gì nè, chứ ai rồi đập dịch ở giữa biển hồ. Hỏi chính xác mới được chứ đâu biết được đúng không? Trời ơi, thì ra là nó có những cái kỹ thuật ha, cơ bản của nó ha. Chứ phải đơn giản đâu, nhìn chinh gì đâu phải đơn giản đâu. Chừng ông về là khác mình không phải có giọt hơn nữ hay là thông không? Có gì bất thường mà nổi đó. Rồi chiều nay là lại đi đi chăn lưới gì đó rồi nhà ai nấu cơm? Thì nấu cơm bữa... Chút xíu nữa là Chinh nấu hay là mẹ chồng okay, nấu? Nấu cơm bữa sáng ăn còn dư chiều hết rồi. Dạ sáng chiều luôn hen. Dạ. Giờ sáng nấu cơm còn nhiều chiều hấp lại. Dạ. Ủa sáng Chinh ăn cơm nấu gì? Nấu đủ thì nấu thêm. Dạ. Sáng Chinh ăn cơm. Dạ mẹ chồng vẫn cho miếng thịt bệnh ra nấu canh. Ồ. Dạ. Mẹ thì là sáng nay là mẹ chồng làm cho ăn hen. Dạ chồng nấu. Chồng nấu hả? Dạ. Mẹ là mẹ chồng đi mua hen. Dạ. Rồi mình đây này để nói là khuyên Chinh là hen trong cái cuộc sống mà gia đình bây giờ là mẹ chồng cũng về đó. Làm cho dạ. Gia đình này kia đó mình khi mà mình vui sống vẻ. Mình cố gắng vui vẻ dạ. Thuận hoài nghe dạ. Không có mà cự qua lại nha dạ. Nói chung là mẹ chồng mới bữa nay có nhà mới mẹ cũng về ngủ chung với cháu nội rồi thôi con ảnh vô ngủ mẹ chồng á thôi để hai đứa ngủ ở trong phòng y phòng nhỏ xíu à thợ ăn đi chúng em con mới già hai bà cháu ngủ đợt này dạ. Đã hen hai vợ chồng dạ. Bây giờ lại như vợ chồng son luôn rồi bây giờ là cháu thì có bà lo hai đứa mà lo mà sập sinh ơi nổi ông nổi ủa sao đợt này nghỉ hả đợt này bỏ luôn hả dưỡng sức với chú trời ơi rồi dưỡng sức làm gì xả hơi một hai ngày chứ lâu lâu mình xả hơi cái hen trời ơi hay quá trời ơi chị hoài trên 24 giờ máy móc nó còn hư nữa chi ngừ chắc còn héo quá dưỡng sức để như là mình làm là dưỡng sức lâu lâu làm chẳng dạ. Mạnh mẽ đúng không dạ trời ơi chứ làm hoài chắc nhà mới sạch nữa quá sạch phòng quá mình cố gắng mình khi có mẹ chồng ủa mẹ chồng là ngủ đằng ủa, trước hay là đâu ngoài trước vợ chồng con ngủ trong phòng cái này để nữa chắc là phải nghiên cứu cho cái dách để làm cái buồng nha chứ kiểu này là không được đâu đó để mẹ chồng đi qua đi lại này kia đó con dùng màn ở mà có màn nha có mấy cái màn cũ con dần ở còn bằng ngày thì tháo ra cuốn miệng xíu ở dạ cũng được ha rồi dạ. Vậy là chúng tôi không được ha rồi bây giờ là Chinh quyết định ha ngày mai là phải hỏi là ý kiến của lại nếu mà lại đồng ý thì là phải hứa với Chinh một chuyện nữa nha là phải chung thủy đúng không dạ không có ỷ mình trồng găng rồi mình tốt lại đẹp trai rồi muốn bỏ Chinh đúng không muốn làm gì là muốn bỏ không có được làm ơi ngày mai mình bắt ông hứa thì sao nè hứa sao đâu bây giờ hứa là anh sẽ yêu em suốt đời rồi sao nữa sẽ chung thủy với em không có đầu bạc chăng không? Ông trả lời no. Không chọc ghẹo ai. Là ok. Biết đâu nhầm khi người ta lại nói chuyện này kia cho người ta nói vài câu xã giao chứ. Nói thì anh em bạn bè nói bình thường còn giỡn hết tay nắm chân là không được. Lấy như là không có cho đụng chạm ha. Dạ. Nói chuyện bình thường đúng không? Dạ. Rồi tối nay qua bển kêu mấy chục đứa này là ngồi lại nói chuyện với lại mới được. Trời ơi, hơn chồng con hết đôi. Diễn viên chứ sao bây giờ ông lại ông đã tốt không làm đẹp lại nè sao mà Chinh không chịu làm
Không. Sao vậy? Không thích. Không thích làm đẹp hả? Là cũng như là Trinh từ nhỏ tới lớn là không có làm, chưa có, không có son phấn là bên chị không có. Ừ, có đánh, đánh tiệc đó, lấy cây son quạt miếng giật giật với con. Dạng như cái cách sống của Trinh hồi nhỏ tới giờ là cái cách sống nó giản dị. Tại con tật nguyền á mà đưa rồi quá người ta ghét thêm. À, mình sống bình dân gì nào mà nó thoải mái. Bà con, cô bác với mấy chị dầu thương yêu với mấy chú, mấy anh. Khi mình tật nguyền mà mình ăn bận cao sang, rồi ngày áo kia rồi môi son quá phấn. Rồi người ta nói mình nhỏ này nó bệnh mà nó đưa đòi quá, con không thích. Ôi ôi, nghe chị nói không cả nhà. Rồi, vậy rồi, cũng chúc mong sao thì anh Lợi sẽ đồng ý với cái điều đồng kiện. Ý với cái điều kiện của Trinh ha. Thì video đến đây thì Kiên cùng Vinh xin phép sẽ tạm dừng lại video. Chúc cả nhà mình bình an và sức khỏe. Con chào cô chú, con chúc cô chú một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi, bye Trinh nghe. Bye, cô chú. Dạ, mình chào video tiếp theo nha.